Hello, chào mừng anh em đã đến với kênh channel của Bùn. Vâng, 1, 2, 3, nghiêm. Chào cơ, chào. Vâng anh em ơi, ngày hôm nay tôi sẽ lên đường nhập ngũ và bảo vệ tổ quốc anh em ạ. Really nigga? Anh em nào tò mò xem cái quá trình tôi lên đường nhập ngũ như thế nào không thì hãy tiếp tục qua video này nha. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin like, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ, lên đường thôi. Vâng anh em ơi, tôi đã có mặt tại mặt trận tổ quốc rồi anh em ạ. Ở đây đang bắn nhau chí chà chú chế rồi. Bây giờ tôi đang được trang bị là một khẩu súng lục, một cái gì đây, một quả lựu đạn và một cái cây dao. Ok, và phía trước kia đó chính là những quân địch, chúng nó đang xâm chiếm của chúng tôi, xâm chiếm. Cái gì đây, bình xi. Ok, tôi vẫn chưa biết bên nào bên thù, bên nào bên địch đấy anh em. À đây, những cái thằng tên binh sĩ này nó là địch anh em ạ. Tôi sẽ cầm súng bắn nó. Đã tiêu diệt một thằng và tiêu diệt thằng này mình sẽ lụm được 31 đô nha. Rồi. Anh em đâu? Mấy thằng tên binh sĩ là phải bắn hết. Ôi trời ơi, trời, bình tĩnh anh em. Chúng ta là kẻ thù thật đấy nhưng mà anh cũng phải tha em một tí chứ. Rồi đây rồi, tiêu diệt hết chúng nó anh em ơi. À, mình cũng có đồng đội đây. Đây, những người đồng đội của tôi đây. Đấy, và những thằng binh sĩ nó sẽ xuất hiện ở đây. Ok, tôi bắt đầu tham gia cuộc chiến này rồi. Ui giời, bắn trượt hết thế này. Trời ơi, vừa chạy vừa bắn là trượt anh em nhá. Rồi, cái thằng lính gì đây? Lính cận chiến. Ui giời, lính cận chiến. À, nó đánh tôi. Đầu đấy anh em ạ. Lính cận chiến đâu đấy? Súng máy nữa này, có thằng súng máy này, súng máy với chúng tôi này. Ok, tiêu diệt hết. Đứa nào là kẻ địch thì tôi đã tiêu diệt sạch sạch anh em ơi. Lính cận chiến này. Còn á, bình sĩ nữa. Ôi giời ơi, chúng hiện tại cái khẩu súng của tôi nó hơi lởm đi phải anh em ạ. Tôi cần phải vào nâng cấp cái khẩu súng của tôi lên mới được. Về nâng cấp anh em ơi, làm nhiệm vụ đã, quên mất, chưa lấy nhiệm vụ. Ôi giời ơi, chưa lấy nhiệm vụ. Rồi, chạy trốn 12 LBC ạ. Có nghĩa mình tiêu diệt 12 thằng kia. Ai thế chiến thứ nhất 400 đô. Rồi ok, nâng cấp đây, nâng cấp cửa hàng, nâng cấp đây rồi. Súng lục của tôi đã được trang bị. Đây, tôi sẽ mua khẩu này với giá 500 đô. Khoan đã, mình chưa đủ tiền anh em ạ, phải đi tiêu diệt mấy cái thằng binh sĩ này đã. Thằng kia sao đánh mặt tao? Trời ơi, nó vào tận lều của mình nó bắn luôn anh em ạ. Căng thẳng nha. Tiêu diệt 12 thằng LBC là được anh em ơi. Có thằng nó đứng tỉa trên này này, có thằng nó đứng ở trên này này. Trốn đi đâu con sâu. Được của nó đấy. Rồi, nhiệm vụ của mình là chạy trốn 12 thằng LBC á. Ủa alo, rõ ràng là tiêu diệt chúng nó mà nhỉ. Đây có thằng lính cận chiến này. Rồi một thằng. Rồi mục tiêu đã loại bỏ tất cả chứng minh đối phương. Có thể mua vũ khí và cửa hàng ở đây, nhiệm vụ ở đây. Rồi trời ơi, tuy nhiên tôi bấm vào cái đấy làm cái gì không biết. Lã, liên hoàn lã anh em ạ. Phải tấn công nhanh gọn lẹ rồi. Phía trước mình còn rất là nhiều địch. Liên hoàn sấy. Rồi, máu, lượng máu của tôi chết rồi. Lượng máu của tôi bắt đầu thấy tụt giảm khá nhiều rồi nhá. Rồi, tiêu diệt hết anh em ạ. Ui, mình đi vào cái sào cản của chúng nó rồi. Rồi, luôn, bị chúng nó tiêu diệt luôn mà. Đồ ngu. Cái thật đấy, bị chúng nó tiêu diệt luôn anh em ạ. Đã thế tôi vào tôi mua nâng cấp súng, mua khẩu súng này. Xem nào, trang bị được chưa, đây rồi. Ui rồi, khẩu này bắn nó ở Mark Canada lắm anh em ơi. À đây, mình ngắm được, thằng này bên địch đúng không? Một viên, hai viên, ba viên. Thầy ui, cái thẻ khẩu súng này yếu quá anh em ơi. Đúng. Bắn hơi chậm, hơi lè dè này. Một viên nữa, chết. Ơi giời, sao cứ trượt thế này anh em, cay thế nhở. Rồi luôn, nó đập cho mình mất tìm máu là 6.4 triệu rồi. Ôi giời ơi, mày nữa. Ô, cái nhiệm vụ khoan đã, cái nhiệm vụ của tôi nó cứ ôi giời ơi kiểu gì nhỉ. Sao chạy trốn 12 thằng đấy là sao ta? À, mình có quả bom đây này, mình phải quay lại báo cáo chỉ huy mới được. Chạy trốn 12 LBC nhận thưởng. Ủa alo, tại sao phải chạy trốn nó? Ai mà biết được. Trong khi mình có thể tiêu diệt nó. Mua giáp mới này, 700 tiền. Thử ra đây mua xe cộ em à. Mua xe cộ thêm là được cái gì đây? Ui, 1.500 mình mua được một cái xe tăng à. Được đấy anh em ơi. Mình thử lém quả bom em à. Rồi luôn. Bom lởm quá anh em ạ. Đây rồi, đây. Ok, cái này mình phải bắn nguyên đầu luôn thôi nhá. Nào, tao về khu an toàn rồi, mày chả làm được gì tạo đây rồi. Tôi sẽ ngắm cái thằng trên cao này. Đẩy đi anh em ạ. Ui giời, thẻ luôn cái tâm này nó khó ngắm quá. Trượt liên hoàn cước anh em ạ. Thế này là không thể thành siêu xạ thủ được rồi. Chỗ này nha, vẫn trượt cay thật sự. Thôi bắn cái thằng gần kìa đã. Nhàn, tôi nghĩ khẩu này lởm quá anh em ơi. Không được cái gì cả. Lấy ngay cho mình cái khẩu này cho sướng. Bắn khẩu lục này còn sướng hơn anh em ơi. Rồi, thay đạn đoàn hoàng 7 viên đạn nữa nha. Khẩu lục này có 7 viên đạn thôi. Mình đi vào cái sào huyệt của mình đã. Bằng, thấy chưa? Bắn đạn này có sướng hơn mày. Bằng. Một băng gần đi. Nếu mà mình bắn vào đầu thì nó đi đấy. Đây, bắn nguyên vào đầu này, một băng này nó sẽ đi thôi. Úi giời, giật hết cả mình. Tiếng thằng này từ đâu xui ra này. Nó lầm, nó bắn luôn mà.
Trời ơi, lầm nó bắn luôn mà. Nhưng mà mình không biết cái nhiệm vụ của mình nó như nào luôn á. Chạy trốn ở 12 thằng LBC hả? Ủa, sao phải chạy trốn nó? Trong khi mình có thể tiêu diệt nó mà. À, Macalada thật sự ấy. Đây, bán đi ơi. Mày. Tôi thử cầm ra tôi đập chúng nó ấy mà. Súng này. Được của nó đấy. Súng với chúng tôi ạ. Cầm dao mình chém được nhưng mà mình bị mất máu anh em ạ. Tại vì mình đứng gần nó quá, nó có thể đập mình chết luôn. Mình lụm được súng nó không? Không lụm được súng nó anh em ơi. Cầm quả bom mày đã. Trời, cái gì đây? Nhân này, tôi tiêu diệt hết bọn lính này luôn. Tôi vào phản sao hoài của nó luôn. Khoan nào anh em ơi. Trời đông quá, tôi cần người đồng thêm người đồng đội. Tôi cần thêm đồng đội anh em ơi. Anh em nào có ở đây không? Ta cứu tôi với. Chúng nó đông như con nguyên vậy. Sao quân mình có mấy một mình tôi? Ôi, thôi xong tôi rồi. Phải tí mình sẽ đánh từ góc mạng dưới này mình đánh lên này. Cho chúng nó không biết mình ở đâu. Rồi luôn, mình cần một khẩu súng to hơn một chút. Chứ súng này đi tiêu diệt chúng nó khó lắm. Mỗi lần bắn có 7 viên à. Đây rồi, mình bắt đầu lẻn vào được rồi nha. Thằng lính cận chiến này, mình bắn cho hẹo thì thôi. Đấy rồi, mình bắt đầu mình lẻn vào được rồi nha anh em nha. Ấy xài đi cánh này chúng nó. Ít thằng biết mình lắm. Rồi. Khoan nào, lẻn ra đây cái đó. Thằng binh sĩ này. Cái gì đây? Chúng mình là em mì. Trời ơi, chúng nó cái thằng cận chiến này nó đây cạnh tôi luôn mà. Help me. Máu tôi vẫn còn căng lắm anh em ạ. Thằng súng máy này. Thằng này bắn có vẻ ghê đét luôn. Trời ơi, vừa bắn vừa chạy đâu nhảy đâu anh em ơi. Súng máy đây. Đủ tiền mua xe tăng cái gì đây? Đang bắn nhau sướng mà. Tôi có tiền tôi mua xe tăng mà tôi phải lên tôi tiêu diệt cái thằng này cái đã. Cái thằng này nó ngáo ngô quả mơ là sư. Tôi bắn nó ở đây mà nó vẫn không biết luôn mà. Hello. Ảo thật đấy. Hello. Tiêu diệt này được tận hơn 100 đô cơ. Mình sẽ bắt đầu vào cái sao hoạch của nó này, căn cứ bí mật của nó. Chúng nó vẫn chưa biết mình đâu. Rồi. Quả này lụm lúa luôn rồi anh em ơi. Thay đạn, thay thật nhiều đạn cái đã. Thằng súng máy này. Mình bắn đây mình sẽ bị phát hiện mất. Mình sẽ bị phát hiện đấy mì. Nhưng mà một thằng phát hiện thôi. Không sao anh em ơi. Một thằng phát hiện thôi. Ok. Lúp sau cái này. Bắt đầu vòng này, đánh vòng này. Tôi đánh vòng này anh em thấy không? Trời ơi. Đông hết. Ui giời ơi, nó đông quá. Sao mày ngu thế hả? Mình chơi quả đạn đánh vòng đấy, khả năng không an toàn cho lắm anh em ạ. Mua ngay cho mình một cái xe thôi. Mua. Trời ơi, tôi đã có xe rồi, xe tôi đâu? Đây rồi. Phải có xe này đi bắn nhau nó mới sướng à. Tuyệt quá. Bắn được không? Ui trời ơi, bắn đây này thì lủng tùng chảo luôn. Rồi. Ngày thì đây, bắn có viên là đi hết chúng nó rồi. Một thằng, hai thằng, tôi sẽ đi vào căn cứ của chúng nó. Let's go. Bíp. Không bíp là ăn bắn lỗ người luôn. Nhận. Mình sẽ đi vào căn cứ của chúng nó. Boom. Bắn hai thằng, mấy thằng này lỗ cái đã. Thôi. Mấy anh gì ơi? Chưa rồi. Oh no. Còn anh nhìn nha, máu của cái xe tăng của mình còn có tí thôi. Chưa rồi, mình lái xe ngu quá anh em ạ. Mày hả bươi. Lái xe hơi ngu anh em ơi. Sorry nhá. Mày hả bươi. Vào đây, chiếm phá thành của chúng nó. Phá. Ôi trời ơi, mắc mẻo rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Có anh em là cứu tôi không? Mắc mẻo luôn. Máu của xe tăng mình còn có tí thôi. Mắc mẻo luôn. Cái thật sự. Đây rồi. Xuống. Lùi không lùi được luôn mà. Cay thế nhỉ. Ôi giời, cay thật đấy. Đồ ăn hại. Chúng nó lấy mất xe của mình rồi. Phá hủy xe của mình rồi. Cay thế nhỉ, mình sẽ mua thêm một con nữa. Ok, đâu rồi, xe đâu rồi. Đấy rồi. Đâm thẳng xuyên thủng nha anh em nha. Đâm thẳng xuyên thủng nha. 12 thằng ở trong kia cơ. Một thằng ở trên này đúng không? Mày hả bưới. Tôi bắn cho lụng chúng nó. Hẹo hết thì thôi. Ui thôi. Đâm qua bọn này cũng có tiền nha. Bắn hết.
đứa nào có tiền là mình bắn hết. Đúng đúng. Rồi, đâm thẳng lên, đâm thẳng lên. Lửa lè. Thôi, phải lùi đã. Chúng nó tấn công khỏe quá. Này thì đây, nhận hả bưởi. Nhận hả bưởi, bây giờ tôi có xe tăng mà. Ok, xe tăng của tôi trong này này. Quái đạn thật chứ. Lùi lại xem mà. Đây rồi. Mình cầm xe tăng mình đi tiêu diệt hết. Có xe tăng còn ngon hơn cả mấy khẩu súng thường ạ. Anh em ạ. Rồi. Ôi trời rồi, lại tung bê rồi. Ai ơi mà. Thề luôn tôi lái xe tăng hơi gà anh em ơi, sorry anh em. Đây rồi, bọn ở trên này thì sao? Có thằng nào nữa không? Tôi tiêu diệt hết, ở cánh này tôi tiêu diệt sạch xanh xanh. Rồi. Đâm. À, mình lấy xe tăng mình đâm là mình hoàn thành nhiệm vụ hay sao vậy? À, đúng rồi. Vãi chưởng thật đấy chứ. Lấy xe tăng đâm là hoàn thành nhiệm vụ ạ. Rồi, tôi phải về nhà tôi lấy lại nhiệm vụ đã. Xem nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì đây. Ok, để xe tăng đây cái đã. Rồi, cho em hỏi nhiệm vụ tiếp theo. Tiêu diệt 15 thằng LBC. Ok. Mua súng anh em ơi. Mua súng. Mua khẩu này. Khẩu này dùng hình như ngon hơn thì phải. Khẩu này có nhiều đạn không? À, khẩu này 20 viên đạn. Tiêu diệt 20 thằng. Ui, thầy luôn, nó sắp ạ. Nó sắp ạ. Đây rồi, 20 thằng binh sĩ. Tôi nghĩ là tôi sẽ cầm cái khẩu ấy, à cái xe tăng của tôi đi tiêu diệt còn sướng hơn. Rồi anh em dịch ra, trả xe tăng đây. Cầm xe tăng này đi bắn nhau còn sướng hơn. Đúng, hợp lý. Rồi. People. Em đập lại ô tô. People. Thằng này đi chậm nhỉ. Đây rồi. Thằng này đúng không? Thằng này là một binh sĩ đầu tiên đã bị ra đi vì tổ quốc này. Thằng này là binh sĩ thứ hai này. Chỗ này thì sao? Chỗ này khá đông binh sĩ này. Nhân. Thôi tôi bắn thôi thì. Tôi bắn đấy, tôi giải cứu bạn kia nha. Bạn kia nha, tôi giải cứu bạn đấy nha. Rồi luôn, tôi bắn hết, tôi bắn tớt. Ở đâu có người là ở đây có bun. Ghê. Như mình bắn được cả đồng đội mình thì phải. Cái thằng ở trên cao kia. Anh em gọi đu lên xe tôi luôn mà. Ôi giời ơi. Nhân. Ôi giời, thôi không ổn rồi. Nhảy ra khỏi xe thôi anh em ơi. Nhảy ra khỏi xe thôi, xe nó lổ anh em ạ. Trời ơi. Cái thằng binh sĩ này. Mày hả bươi. Thầy đạn á. Tôi còn 5 thằng thôi. Thằng này không tính. Tôi chỉ tính binh sĩ thôi nha. Thằng này nữa thì sao? Một thằng ra đi. Cả thằng này nữa. Hai thằng. Ôi, một băng đạn của tôi có thể tiêu diệt hai thằng binh sĩ anh em ạ. Thằng này cũng đi luôn. Nào. Ui, cái thằng kia bắn tỉa xa cao quá. Căng quá anh em ơi. Tôi chỉ giết binh sĩ thôi nha. Mấy thằng cận chiến này đánh tôi cũng phải đánh lại thôi. Tôi cũng phải bắn lại thôi. Trời ơi. Mày cái gì mà mày căng vậy mày? Cái gì mà căng vậy bưởi? Căng vậy bưởi? Súng máy kìa. Thôi chạy về căn cứ của mình đi đã. Thằng này binh sĩ đúng không? À thằng này quân mình, vãi trưởng thật đấy chứ. Tìm thằng là binh sĩ mình bắn. Ơi, dạ đây. Bản tìm nãy giờ không có thằng làm binh sĩ à. Nhờn, một thằng nữa thôi anh em ơi. Một thằng binh sĩ nữa thôi. Cái thằng cận chiến này cứ động vào cọp nhá. Thằng này cứ định động thích động vào cọp nhá anh em nhá. Rồi, để xem nào. Đứa nào nữa. Đây rồi. Rồi, một dàn sấy. Let's go. Hoàn thành nhiệm vụ báo cáo mới gọi là ban chỉ huy. Em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vỗ tay. Rồi, lại phải chạy trốn 18 thằng ấy nữa đúng không? Let's go. Lấy xe mua tông hẹo hết chúng nó luôn. Tông hết. Rồi, bây giờ mình không chơi đòn bắn nữa, mình chơi đòn IA cờ tông. Tông thì tông cho hết. Đúng. Thằng này tính ra. Đâu rồi? Đông vào tí cho tôi tông phát. Rồi, một thằng, hai thằng, ba thằng. Một tông, hai tông. Ba tông. Bốn tông, năm tông. Rồi, tông hết. Đứa nào có tên là tông là mình sẽ IA cờ tông. Vặn lại. Quay xe. Bùn, quay xe. Trời ơi, tông này mình không được tiền nha. Mình chỉ hoàn thành nhiệm vụ thôi, chứ mình không được tiền. Tông luôn. Mơ mày bắn tao nhiều vậy mày. Đã không muốn bắn rồi. Cứ bắn mình thôi. Ôi mình bắn cả lỗ cả được cả máy bay này luôn á. Thật là quái đạn anh em ạ. Còn 8 đứa nữa mình sẽ tông xanh luôn. Rồi. Đứa nào không mình không tông được mình bắn. Đứa không tông được mình bắn. Nào. Đừng có đùa mấy khẩu súng này của mình. À đâu, xe tăng như lại khẩu súng. Lùi thề luôn, cái xe này không cài lút lùi à anh em. Xe không cài lút lùi anh em ạ. Lùi chậm thật sự. May hả bưởi.
mày cứ đánh tao vậy mày, mày cứ bắn tao vậy mày. Trời ơi, chạy ra còn hai thằng nữa thôi, còn hai thằng nữa, tông hai thằng nữa rồi là mình hoàn thành nhiệm vụ, xuất sắc nhiệm vụ rồi. Một thằng, hai thằng, ok rồi luôn, máy quá không bị sao anh em ạ. Rồi chạy về nhà cho nó ăn quả bom cái đã, cho chỗ này ăn quả bom rồi luôn. Cay tươi nhở, nhưng mà cứ sao không sao ấy, hoàn thành nhiệm vụ là được. Tiêu diệt 16 thằng xạ thủ máy, ok. Tôi cần mua khẩu súng VIP hơn, mình phải mua khẩu này xong mình mới được dùng cái khẩu này ạ. Vai thật, khẩu này nó bắn mới sướng, súng máy này này chứ khẩu súng ngắm này đánh chán lắm. Thôi được rồi, tôi vẫn phải dùng khẩu súng ngắm này, tôi ngắm thôi. Đây rồi, pong. Ôi bắn trượt ạ. Ở nhà mình có thể bắn nha. Thằng nào súng máy chưa thấy thằng nào súng máy nha. Thằng này đúng không? Một viên, ô oh, một viên là ra đi luôn. Được đấy. Được rồi, cầm khẩu này. Đây rồi, tôi thấy thằng cầm súng máy rồi. Chạy đi đâu đấy? Chạy đi đâu con sâu? Nào, khẩu này còn 5 viên thôi anh em ơi. Chạy đi đâu con sâu? Rồi, tôi cứu được bạn kia nha. Khẩu này bắn ngon là cành đào luôn rồi nha. Nhưng mà tôi cần phải tìm súng máy. Súng máy đâu? Đây. Đây đúng không? Ơ, bắn thằng này nó không hẹo anh em ạ. Và mình chỉ được cộng tiền nên nó không được hẹo. Ảo thật đấy. Quái đạn thật. Tôi mới tiêu được một thằng thôi. Còn nhiều thằng nữa cơ. Đây là thằng súng máy rồi. Ơ, đây rồi, chạy về khu an toàn cái đã. Mình cứ tiêu diệt một đứa là mình chạy. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nào, mày đấy ít quá. Có đứa nào nữa không? Đây cho mình ngắm cái, đây rồi. Thử thằng này xem nào. Đấy thằng cận chiến, thằng này binh sĩ này. Một viên là đi, à một viên trượt đầu là không đi anh em ạ. Một viên trượt đầu, ôi trời ơi trời, thôi. Ê, về khu an toàn rồi. Lêu. Cái đồ gà mơ. Ờ, nãy giờ không thấy thằng súng máy nào luôn mà. Cái thật đấy. Ở đây rồi. Thằng nào đội mũ vàng là thằng đấy thằng súng máy nha. Tôi nhìn thấy rồi, cái thằng nào đội mũ vàng thằng đấy súng máy. Sao không hẹo ớ? Bắn như thế mà không hẹo ạ. À, cay thằng súng máy thật đấy. Cơ bản nó xa quá anh em ạ. 4 viên không đi à. Rồi 5 viên mới đi ạ. Có một thằng trên bệ này. Nhờn. Tôi bây giờ 4 thằng súng máy rồi. Tôi nghĩ là tôi bắn vài thằng nữa tôi lấy tiền tôi mua khẩu khác thôi. Khẩu này bắn chậm dài đó. Bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ của chỉ huy ban giao đây? Ok, 5 thằng rồi. Bao giờ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chỉ huy ban giao đây anh em ơi? Thằng ở trên cao này, 1-2 viên. Thằng này phải ăn 3 viên mới hẹo anh em ạ. Đấy, thấy chưa? 3-4 viên nó mới hẹo. Rồi, mấy thằng trên xa ấy nha. Cứ mấy thằng xa tôi bắn. Sao vẫn tiêu diệt 5 thằng nhỉ? Ồ, alo. Ai mà biết được. Mấy thằng này hết rồi. Tôi bắn tầm mấy thằng này lưu diu diu ấy. À, thằng này bên mình. Bắn mấy thằng lưu tiêu diêu này để mình có tiền thôi. Ôi giời, bây giờ súng này càng ngày càng lởm ấy nhỉ. Bắn 2 viên mới chết được một thằng ạ. Lấy có 1 viên thôi. Đấy, 1 viên vào đầu là đi rồi. Phải trúng đầu nha. 1 viên vào đầu là đi rồi anh em ơi. 1 viên vào đầu là đi rồi anh em ơi. Sao ơi, anh em thấy tay xạ thủ của tôi không? Cứ 1 viên là đi, 1 viên là đi anh em ạ. 2.500 tiền mới đủ. Bạn bị kinh rồi. Thằng nào vừa xuất hiện là tôi bắn cho lủng đầu. Lủng đầu chưa? Rồi, cho bọn nó ăn kẹo đồng luôn anh em ơi. 2.200 tiền rồi anh em ạ. Ôi, sao thằng này kéo quân của chúng nó ra tận đây này. Ngáo ngơ thật sự. Đấy, thằng nào kéo quân ra đây đây. Thằng nào kéo ra đây đây. Cay thật đấy, làm tôi phải đứng tôi bắn rẻ bắn giặt luôn anh em ơi. Đây đây này. Quay lại đi chiến đấu bạn ơi. Quay lại chiến đấu tôi bắn cho hỏng người thôi chứ. Ở đó mà chiến đấu. Thôi, trốn nè. Trốn để mình chọn góc đẹp nhất để mình bắn chúng nó. Ôi trời, bắn trượt thế này. Hết đạn. Quế. Dùng cả bom không mà lém chúng nha. Thử xem mà. Boom. Không đi anh em ơi. Mày không đi hả bưởi? Mày không đi nữa đi. Thôi đủ tiền mua khẩu to hơn rồi. Tôi cần khẩu to hơn. Đây rồi. Nào, thích thì solo súng máy với súng máy. Khẩu này 100 viên cơ. Đi sấy tẹt tìm mấy thằng súng máy bắn nè. Bằng. Ở đây rồi. Bằng. Xâm nhập căn cứ của chúng nó. Rồi. Đấy, sấy nãy giờ mà mất có tí đạn này. Bằng. Trời ơi, khẩu này quá VIP, quá xịn sò con bò. Rồi luôn, thằng nào súng máy cơ. Kiếm mấy thằng súng máy.
Đây đánh góc này, đánh góc này đi, đánh góc này đi. Thằng binh dược, thằng binh sĩ này. Thay đạn đây anh em ạ. Ôi, đóng cửa này này. Máy đâu, súng máy đâu, súng máy đâu. Không biết chiến binh súng máy chúng nó mấy nhở. Bọn súng máy bọn này trốn đâu hết rồi ạ. Bọc 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 ở đây. Một thằng súng máy tôi đang bắn, vừa bắn vừa đi anh em ơi. Khoan đã, mò. Mình chơi đánh lén anh em ạ. Mình chơi đánh lén, mình chơi đòn đánh lén. Súng máy chúng nó ở trên này nhiều lắm. Nhà tôi sẽ chơi đòn đánh lén. Đây có một thằng ở đây này. À thằng này phải, thằng này không phải súng máy, thằng này pháo binh. Pháo binh tanker. Đây rồi, một thằng ở xa xa này. Đã ra đi. Đây lên này, tất cả đội ở trên này đều là súng máy á. Rồi, 9 thằng rồi. Tiếp tục anh em ơi. Chúng nó lá đạn như thế kia thì mình cũng phải lá thôi. Tất cả đội trên này đều khá nhiều súng máy anh em ạ. Binh dược đây. Đây, thằng ai cho mày bắn? Ai cho bắn bạn tạo? Ai cho bắn bạn tạo? Ở đây. Ui, tiêu diệt bọn súng máy được khá tiền nha. Được 101 tiền, à 119 tiền một con á. Thôi không, trong thời gian chưa xuất hiện súng máy thì mình bắn mấy thằng binh sĩ kia đã. Đây rồi, thay đạn cho nó ngầu. Thay đạn cũng phải cho nó ngầu cơ. Ui xôi, anh em thấy không? Chúng tôi bây giờ nó bá cháy luôn, thật sự luôn đi chứ. Tiêu diệt từng thằng một luôn. Ui, thằng kia cầm dao để đi chém bọn nó này. Không cho tôi tiêu diệt nữa này. Đồng đội lỏ rồi. Đồng đội lỏ rồi anh em ơi. Đây rồi. Hai thằng súng máy luôn. Hai thằng súng máy luôn mẹ. Ba thằng luôn. Vai trưởng. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. À chị bà, tôi bắt đầu cay cú với bọn này rồi đấy. Tôi bắt đầu cay cú rồi đấy. Anh em biết cay cú phải làm gì không? Phải làm gì anh em? Cay thật sự. Rồi. Đứa nào vào bắn tao. Đứa nào? Đâu rồi, cái bọn súng máy đâu rồi? Thế nó sẽ khẩu cái xe tăng ngày càng đi chậm ấy nhỉ. Một thằng súng máy ra đi. Rồi bắn phát bay hai thằng luôn. Thằng này dính ra. Cái thằng xe tăng này. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ súng máy rồi anh em ơi. Vòng về. Bull crit. Rồi luôn. Thằng súng máy này lướt này. Khoan đã anh em ơi. Rồi, là xe luôn mà. Thôi chạy. Bỏ của chạy lấy người anh em ơi. Chạy không ổn rồi. Chạy đã. Thôi chúng nó cầm dao chúng nó lùa tôi luôn mà. Lùa như lùa vịt vậy anh em ơi. Thằng này. Mày lùa ai? Tôi cầm dao tôi bêm lại luôn đi chứ. Thôi, anh ơi cho em xin lỗi. Anh đừng có lùa em thế mà. Anh cho em xin lỗi được không? Ôi, lùa tận về nhà luôn mà. Con này làm thật đấy. Ok, phá hủy game 12 đối tượng bi lên. Cái thằng bi lên là cái thằng VIP. Cực kỳ VIP. Tôi khoan đã, tôi phải mua lại một khẩu ấy đã. Tôi mua lại cái xe tăng để tôi tiêu diệt mấy thằng bi lên ở trong kia đã. Đây, ở đây đã. 11 thằng này là mình hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi. Ok. Đây là đủ luôn. Mua xe tăng và tấn công chúng nó thẳng trực diện luôn. Đánh trực diện luôn anh em nhá. Chơi đánh là đánh, phải đánh trực diện. Tôi nhiều tiền mà. Ui, kinh đi. Let's go, lên xe đi em ơi. Đi thôi bạn ơi. Đấy, tôi có người đồng hành rồi. Đứa nào cản đường đứa lấy xe đi. Thế cho nhanh. Tôi tông vỡ nhà dân thì thôi. Nào, thằng này cản đường nữa đi. Rồi, tôi có đồng đội ở đằng sau lưng rồi, tôi không sợ. Đây, thằng bi lên ở trong này này. Piu. Đây đúng không? Thằng bi lên là cái thằng nào nhỉ? Không phải mấy thằng trong này rồi. Khoan đã. Khả năng là mấy thằng tanker ở trên kia. Không phải mấy thằng trong này. Rồi luôn, phí tiền mua xe rồi. Tôi phải bắn hết xem mà. Trong này đúng không? Trong này như không phải ạ. Cay thế nhỉ? Tôi bắn hết. Tôi xem thằng là tôi tiêu diệt mà tôi được lên điểm ấy. Rồi bạn ơi, tôi cho bạn xe đấy. Tôi đi tiêu diệt mấy cái thằng trên này. Chết. Đây đúng không? Đây cũng không phải luôn mà. Ủa alo. Mấy thằng đấy là mấy thằng nào ta? Nhờn hay là mấy thằng cận chiến nhỉ? Để tôi xem mà, tôi thử đi tiêu diệt hết. Binh sĩ tôi tiêu diệt rồi, lại súng máy tôi tiêu diệt rồi. Con bi lên là thằng nào tôi chưa biết rồi. Ai giả cái thế nhỉ? Ảo thật đấy, mấy cái thằng bi lên là cái thằng nào ta? Thôi rồi, cứ phải cầm súng này tiêu diệt hết cái đã. Tiêu diệt được thằng nào thì tiêu diệt thôi. Lính cận chiến cũng không phải này. Ủa alo, thế là bọn nào đây? Ảo thật đấy. Chết rồi, nhiệm vụ này không hoàn thành xuất sắc là về bị kiểm trách luôn nha. Không muốn bị kiểm trách đâu nha. Ôi, sấy thử mấy thằng trên này thôi mà. Không được anh em ạ. Nãy tôi sấy rồi. Tôi tiêu diệt nó rồi mà nó không lên điểm. Quá thế là sao ta? Rồi, tôi sẽ la thẳng vào căn cứ của chúng nó.
Thử bắn mấy cái thằng ở trong kia xem mà. Let's go, cầm dao lao cho nhanh nha. Ok, đây rồi, đợi tí. Tôi phải lao thẳng vào trong cái căn cứ của nó. Thằng súng máy này mình phải bắn nó trước đã, lụm tiền cái đã. Có bom nha anh em nha. Và đây mình sẽ cho nó ăn một quả lựu đạn cái đã. Piu! Phải lên đó. Xây. Nhòn. Đây đúng không? Hai thằng, mấy thằng bi lên này đều là mấy thằng bi lên này đúng không? À thằng chỉ huy kia rồi, Tôi đã thấy một thằng chỉ huy. Chết rồi. Liệu rằng có phải thằng chỉ huy này không? À, khoan đã. Tôi thấy chỉ huy rồi. Mình chỉ cần tiêu diệt thằng chỉ huy rồi. Rồi, lên tiêu diệt chỉ huy anh em ơi. Hình như là cái đối tượng mà tôi cần tiêu diệt đó chính là thằng chỉ huy. Đợi tí, phóng trên cái xe Mustang này đã. Tôi phóng trên cái xe Mustang này cái đã anh em ơi. Tìm ra đối tượng mình cần tiêu diệt rồi. Địch của chúng ta phải là bắn tất, bắn hết sạch mấy thằng địch luôn. Đây rồi, đây này, này thì phòng thủ nó đi, cho phòng thủ tê ga luôn. Tôi chỉ cần tiêu diệt thằng chỉ huy thôi. Tôi chỉ cần xuống đây tôi tiêu diệt thằng chỉ huy thôi. Mấy thằng kia tôi không quan tâm. Thằng chỉ huy trốn kỹ đấy. Trốn gì mà trốn. Trốn kỹ dữ bay. Rồi luôn. Bắn mấy thằng lưu dư này đã. Thằng chỉ huy này bướng nhở. Thằng chỉ huy này. Ôi giời ơi, tôi đang định sống chết một sống một còn với nó. Một sống một còn với nó luôn đi. Nó có chấm máu à. Mua thêm con xe tăng nữa. Phóng lên tiếp. Tôi không thiếu tiền đâu anh em ạ. Nên không lo. Không mua được. Trời ơi, hình như không cho mua nữa rồi. What the hell. Thế này thì đánh kiwi lên kiểu gì anh em ơi. Thôi xong luôn. Thôi được rồi. Tôi xông pha lên lốt lần cuối này. Thắng được thì tôi sẽ thắng. Không thì tôi sẽ đi về. Cay thật đấy. Xông pha lốt phát cuối này nhá. Lính cận chiến này. Đợi tí anh em ơi. Tôi đã tìm được cái thằng chỉ huy của chúng nó rồi. Tìm được thằng chỉ huy rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi sấy chết chúng nó thôi. Sấy chết nó. Sấy heo nó là được. Súng mình to như này. Người mình to như này. Thì phải sợ cái gì hả anh em? Không phải sợ. Đúng. Đây, góc này là mình ẩn nấp. Ẩn lớp trốn kỹ lắm rồi đấy. Rồi, xe tăng của mình nè. Ủa alo, mình lắm xe tăng vậy ta. À, con xe này nhiều xăng nha. Nhiều xăng, nhiều máu nha. Rồi. Bảo sao không mua được xe tăng nữa. Cây này. Cây nó cản đường tôi quá anh em ơi. Có cái cây nó cản đường tôi quá. Rồi, chỉ huy đâu? Tôi có hai con xe tăng ở trong kia cơ. Thằng chỉ huy đâu rồi? Boom, bắn mấy thằng này lổ cái đã. Xong tôi mới vào tiêu diệt thằng chỉ huy anh em ạ. Chúng bọn này khỏe quá. Đi vào đây. Rồi luôn, chỉ huy đây rồi. À, xì bà. Cay thế nhỉ? Đâu rồi, chỉ huy đâu? Trốn như trốn gì đấy? Đây rồi. Rồi luôn. Anh em hiểu rồi đấy. Tôi bị chúng nó đẩy xuống 7749 tầng địa ngục rồi anh em ơi. Rồi xong luôn. Vĩnh biệt. Cay thế nhở? Không tiêu diệt là chỉ huy đâu rồi. Con bị đẩy xuống địa ngục. Trời ơi. Rồi anh em ơi, thế là kết thúc một ngày làm anh lính bộ đội Cụ Hồ rồi. Thầy, cay thật sự. Không tiêu diệt được thằng chỉ huy địch mà tôi còn bị chúng nó bắt giam rồi anh em ơi. Buồn. Bây giờ tôi cần phải về để cầu cứu mọi người thôi. Ai muốn cứu tôi thì hãy comment phía bên dưới nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. À, nhớ xem quảng cáo. Nhớ like video đó nha. Bye bye.